Họa sĩ Lê Lam, tác giả bức tranh cổ động nổi tiếng Dừng Lại đã qua đời. Tin từ gia đình cho biết họa sĩ Lê Lam, tác giả bức tranh cổ động chống Mỹ nổi tiếng Dừng Lại, nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 vừa qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Họa sĩ Vũ Bạch Liên, con gái họa sĩ Lê Lam cho biết ông qua đời lúc 9 giờ 5 phút tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu. Lễ viếng và lễ truy điệu họa sĩ Lê Lam diễn ra từ 10h30 đến 11h30 tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vĩ Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Họa sĩ Lê Lam được an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Họa sĩ Lê Lam tên thật là Vũ Quốc Ái, sinh năm 1931 tại Đông Anh, Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật khóa kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc năm 1953, sau đó làm việc tại một số cơ quan báo chí. Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết năm 1958, ông được nhà nước cử đi học trường Đại học Mỹ thuật ở Moscow mang tên Surikov, sau đó chuyển sang trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia Kiev. Năm 1964, ông về nước và được phân công công tác làm giảng viên, chủ nhiệm khoa đồ họa trường Mỹ thuật Công nghiệp. Sinh thời, ông từng kể ông có tên trong danh sách họa sĩ tiếp tục sang Liên Xô học tập vào năm 1966, nhưng đã xin ở lại, xung phong vào sáng tác tại chiến trường miền Nam. Năm đó, ông cùng một số văn nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, biên đạo múa Thái Ly vào chiến trường miền Nam công tác. Tại đây, năm 1967, ông đã tìm gặp nhân vật chị Tư Cao, người đã tay không ngăn xe địch ở Long An lúc bấy giờ để vẽ ký họa. Sau đó, ông đưa vào bức tranh cổ động vẽ chị Tư Cao hiên ngang đứng trước xe tăng địch dưới gầm trời xám loang lổ khói bom lẫn máy bay trực thăng nhiều như ruồi phủ trên cánh đồng lúa vàng. Trên xe, người lính Mỹ dừng súng trước mặt chị Tư Cao. Trên đề, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục, sau này tranh chính thức mang tên Dừng Lại. Bức tranh đầu tiên ấy sau đó bị quân địch thu giữ như chiến lợi phẩm khi họa sĩ Lê Lam về Trung ương Cục đã vẽ lại bức tranh gửi ra Bắc. Khi tranh được triển lãm, tác giả đã rất xúc động khi được biết Bác Hồ đã đứng rất lâu trước bức tranh rồi nói: "Cái này mạnh hơn sắt thép đấy, các chú in ra cho toàn dân và thế giới xem." Ngoài bức Dừng Lại, họa sĩ Lê Lam còn có bức tranh cổ động bảo vệ chính quyền nhân dân từng được in hơn 18.000 bản. Trưng bày tại Đại hội đại biểu quốc dân diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 1969. Tác phẩm Từng Giờ Từng Phút Hướng Về Miền Bắc của họa sĩ Lê Lam từng giành giải nhì tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1955.